Không biết sao mà nó lại nằm cù lăn cù lóc ở dưới đất đây. Đây là cái quả trứng thằn lằn nè mọi người. Nhưng mà cái quả trứng này mình thấy nó đã bị nứt rồi. Chắc cái quả trứng này đã bị hư rồi nó mới rớt. Ở trong phía cái vách tường này mình lại thấy thêm một trứng nữa. Mới nhìn vô thì mình thấy quả trứng này nó vẫn còn đẹp. Cho tới khi mình cầm lên để xem thử thì mình thấy cái quả trứng này đã bị đen hết một bên rồi. Chắc cái quả trứng này nó cũng bị hư luôn rồi quá. Không biết ở phía bên trong của hai quả trứng này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ coi thử ở phía bên trong của nó. Mình mới vừa gấp lên thì nó lại bị bể. Theo mình nghĩ cái quả trứng này nó cũng bị hư một thời gian. Cái vỏ ở phía bên ngoài nó mới mục như vậy. Mình mới gạt nó ra ngoài để tiếp tục coi cái quả thứ hai. Quả trứng này mình có cái linh cảm chắc nó đã bị hư luôn rồi. Sau khi mình bóc cái lớp vỏ ra, kết cuộc là cái quả trứng thứ hai nó cũng đã bị hư. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ đây là con cá không à mọi người. Tại vì hôm nay mấy cái ruộng ở gần nhà mình người ta đang xới đất lên để trồng một cái vụ lúa mới. Cho tới khi nhìn kỹ lại thì mới biết đây là một con rắn mối con. Con rắn mối này trong cái tình trạng đang bị thương rất là nặng. Chắc do người ta xới đất rồi nó ở trong cái bờ này nó mới chạy ra. Mình cứ nghĩ con rắn mối con này nó bị ngủm luôn rồi chứ. Cho tới khi mình cầm nó để đem nó lên bờ thì bất ngờ nó lại cử động hai cái chân. Mình mới dội đi kiếm một cái chỗ nào đó có nước để rửa sạch bùn trên thân của con rắn mối này. Sau khi mình rửa sạch toàn bộ mấy cái bùn thì mình thấy con rắn mối con này nó cũng đỡ được phần nào. Nhưng mà cơ thể của nó thì còn đang rất là yếu. Không biết là con rắn mối con này nó có thể qua khỏi được hay không. Mình sẽ đem nó về nhà để coi thử nó ra sao. Về nhà mình lại rửa nó thêm một lần nữa. Nhìn vào con rắn mối con này thấy nó rất là tội nghiệp. Một hồi lâu thì con rắn mối này nó cũng đã tỉnh lại. Mình mới lau khô lại cho nó và lót thêm giấy để cho con rắn mối này nó nằm ấm hơn. Mới nhìn thấy mình cứ nghĩ nó là con cà cua. Cho tới khi nhìn kỹ lại thì nó không phải. Và đây chính là một con bọ nước á mọi người. Loài bọ nước này nó cũng có cái tên là bọ cánh cứng nữa. Nhưng mà môi trường sống của tụi nó chủ yếu là ở dưới nước. Mình tính lại gần để được nhìn kỹ hơn. Nó bỏ chạy đi đâu mất tiêu luôn. Nhìn qua đây thì mình lại thấy được một cái thân của cây tre. Có một con cua nhỏ nó đang trốn ở trong này đây. Con cua này đã bị rong bám đầy hết cái thân luôn rồi. Nhưng được như vậy á đối với tụi nó cũng rất là tốt luôn. Có thể dễ dàng ngụy trang và trốn tránh được những cái kẻ săn mồi. Con cua này thì đang trong giai đoạn phát triển. Ở phía dưới của nó còn màu của sữa nó nè mọi người. Mới cầm lên coi chơi được có chút xíu thì nó lại kẹp cái tay của mình luôn. Mình để nó dưới nước như thế này thì nó mới chịu buông ra.